đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì hội nghị. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức cho vay với tổng nguồn vốn hơn 364 tỷ đồng, đạt 103% so với năm 2019. Trong đó, cho vay hộ nghèo trên 43 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 61 tỷ đồng, vay học sinh sinh viên hơn 8 tỷ đồng, vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt hơn 59 tỷ đồng, vay nước sạch vệ sinh môi trường trên 64 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã tham mưu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục trích ngân sách huyện với số tiền 1 tỷ đồng để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Trong năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã được phân bổ nguồn vốn mới của Trung ương và tỉnh với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động trên địa bàn trong năm được 176 tỷ đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các tổ chức cá nhân đạt trên 48 tỷ đồng. Một số xã tăng trưởng tốt như Cương Gián, Xuân Thành, Xuân Giang, Đan Trường, Xuân Liên, Xuân Hải. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã thực hiện tốt công tác dự báo dự tính, có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả trong quá trình cho vay vốn cũng như xử lý thu hồi nợ. Do đó, trong năm 2020 đã không để phát sinh nợ quá hạn, công tác thu hồi nợ đến nay đạt trên 85%. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các ban ngành liên quan, các địa phương cần tập trung bám sát kế hoạch của cấp trên trong năm 2021 để có các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân được tiếp cận và vay vốn tín dụng chính sách, chủ động tranh thủ các nguồn vốn, nguồn ngân sách của cấp trên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện nhà, tập trung chỉ đạo tăng trưởng tín dụng và nâng cao chất lượng dư nợ. Chất lượng tín dụng phải mang tính ổn định và bền vững.